Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Khám Phá Bí Ẩn. Xin chúc quý vị và các bạn có những giờ phút trải nghiệm thật thú vị và thoải mái cùng với chúng tôi nhé. Đừng quên bấm nút đăng ký cũng như bật chuông thông báo để cập nhật những thông tin mới nhất từ kênh Khám Phá Bí Ẩn. Và sau đây là những bí ẩn cần được khám phá tiếp theo. Tử Cấm Thành hay còn gọi là Cố Cung là cung điện hoàng đế Trung Hoa sinh sống suốt hai triều nhà Minh và nhà Thanh. Cung điện chính là nơi lưu giữ biết bao câu chuyện lịch sử quan trọng suốt hơn 500 năm trời. Ngày nay, Tử Cấm Thành vẫn là địa điểm du lịch hút khách bậc nhất Bắc Kinh, là công trình văn hóa được UNESCO công nhận và là niềm tự hào của người Trung Quốc. Trong Tử Cấm Thành rộng lớn ngày nay vẫn còn ẩn chứa rất nhiều bí ẩn, điều kỳ thú mà không phải ai cũng biết. Du khách tham quan khi đi qua Long Tông Môn, một khu vực cũng rất hút khách, nếu để ý kỹ sẽ thấy điều đặc biệt. Đó là ngay trên tấm biển đề tên có cắm một mũi tên đen. Mũi tên này đã găm chặt ở đây từ hơn 200 năm trước và nhiều khả năng sẽ ở lại đó vĩnh viễn, không bao giờ được tháo ra. Long Tông Môn nằm ở ngay phía tây quảng trường Càn Thanh Môn, sảnh chính lớn nhất toàn bộ cung điện. Cánh cổng dẫn vào Long Tông Môn có ý nghĩa khá quan trọng, tôn nghiêm, đã từng nhiều lần là nơi nghênh đón quan tài hoàng đế vào nội đình nếu nhà vua băng hà bên ngoài Tử Cấm Thành. Thời xưa, tất cả các vương công đại thần nếu không có chỉ tuyên triệu thì không được phép tự tiện tiến vào Long Tông Môn. Vậy vì sao tiền nhân lại để một mũi tên cắm tại vị trí quyền uy như vậy? Việc nhổ mũi tên ra chắc chắn không hề khó khăn, nhưng tại sao lại không ai dám nhổ? Xuất xứ của mũi tên đen bí ẩn là cả một câu chuyện không vui trong lịch sử thời nhà Thanh, cụ thể là vào đời vua Gia Khánh 1760 đến 1820. Vào thời kỳ ông trị vì, một cuộc nổi dậy có tên Bạch Liên Giáo nổ ra tại Trung Quốc. Khởi nghĩa này do những người nông dân bất mãn lập nên với mục tiêu lật đổ chính quyền nhà Thanh. Vào năm 1804, nhóm Bạch Liên Giáo đã thực hiện một cuộc tấn công ngông cuồng vào thẳng cung điện Tử Cấm Thành dù số lượng người chiến đấu không nhiều. Khi đó, hoàng đế Gia Khánh không có ở Kinh Thành. Thái tử Miên Ninh, sau là hoàng đế Đạo Quang, là người phải giải quyết cuộc tấn công bất ngờ này. Một trận hỗn chiến đẫm máu đã xảy ra tại Long Tông Môn. Và trong trận chiến đó, trong cảnh loạn lạc, một mũi tên tình cờ đã cắm thẳng vào tấm biển đề tên Long Tông Môn. Sau một hồi giao tranh không lâu, nhóm nông dân khởi nghĩa thua cuộc. Sau khi hoàng đế Gia Khánh trở về, ông mới được thông báo sự tình và đến Long Tông Môn xem xét. Nhà vua đã nhìn thấy mũi tên đen đặc biệt vẫn đang cắm sâu vào tấm biển mà các cung nhân chưa kịp dọn dẹp. Gia Khánh đã đưa ra một mệnh lệnh bất ngờ, đó là chiếc mũi tên phải được để đó, không ai được gỡ xuống. Nhà vua cho rằng đây chính là một lời nhắc nhở để thức tỉnh bản thân, phải luôn tỉnh táo, giữ vững giang sơn trong mọi hoàn cảnh, không được chủ quan như sự kiện Bạch Liên Giáo. Bản thân ông tự cảm thấy mình là người trị vì cả thiên hạ mà lại để xảy ra chuyện như vậy, quả thực rất mất mặt. Và không chỉ để cảnh tỉnh chính mình, mũi tên còn phải ở lại đó mãi mãi để răn đe con cháu nhà Thanh về sau. Nhiều triều thần đã cố gắng thuyết phục nhà vua cho rút mũi tên xuống trong nhiều năm vì cho rằng nó chính là nhân chứng của trận chiến, của đổ máu, là biểu tượng bị tấn công không hề đáng tự hào. Thế nhưng tất cả đều bị Gia Khánh từ chối, thậm chí ông còn ra lệnh ai dám rút nó xuống sẽ bị xử tử. Vì vậy, mũi tên đen này đã được lưu giữ trên tấm bảng hơn 200 năm. Sau khi thời đại phong kiến sụp đổ, chính quyền Trung Quốc cũng đồng ý rằng nó vẫn sẽ tiếp tục được giữ lại như lệnh vua Gia Khánh, vì đây chính là một nhân chứng thú vị của lịch sử, quá khứ. Một người lạ mặt cũng có thể ảnh hưởng đến hành vi của bạn. Hiệu ứng này có tên là Zeiss, hiệu ứng tiếp xúc đơn thuần. Nói về xu hướng thích những thứ quen thuộc, đó là những người và vật mà chúng ta tiếp xúc thường xuyên nhất. Hiệu ứng tiếp xúc đơn thuần giúp giải thích về sự gần gũi, Robin Kitty. Quan điểm cho rằng một trong những yếu tố quyết định chính của thu hút nhân cách là sự ở gần về mặt vật lý. Nói đơn giản, một người nam giới không có ý định nhường chỗ cho cụ già trên xe bus, nhưng khi có một cô gái xinh đẹp xuất hiện, chàng trai đó sẽ tự nguyện đứng dậy, nhường chỗ chỉ để tạo ấn tượng tốt đẹp với cô gái đó. Nếu có mặt nhiều người ở đó, bạn sẽ hành xử khác. Hiệu ứng tên Hawthorne là một trong những hiệu ứng tâm lý học nổi tiếng, thường được sử dụng để tạo cảm hứng cho nhân viên làm việc hiệu quả hơn. Thực tế là nhân viên làm việc hiệu quả hơn do họ cảm thấy có ai đó đang thực sự quan tâm đến điều kiện làm việc của họ.
Nếu nhận thấy rằng mình bị quan sát, một điều rất tự nhiên là ta sẽ tăng hiệu suất và đổ vào công việc nhiều nỗ lực hơn. Ở ví dụ gần gũi hơn, trong siêu thị, khi bạn được mời nếm thử một món ăn mới và đưa nhận xét, trước sự chứng kiến của nhiều người, bạn sẽ đưa ra một câu trả lời tích cực thay vì đưa ra lời nhận xét thực sự. Và rồi bạn có thể bốc đồng mua sản phẩm đó, nhưng đến khi về nhà, bạn mới thấy nó không ngon như bạn tưởng. Mọi người nhớ nhiệm vụ chưa làm tốt hơn những công việc đã hoàn thành. Hiệu ứng Zeigarnik đã được áp dụng trong trường hợp này. Theo đó, một người có nhiều khả năng nhớ những điều hoặc hành động chưa được hoàn thành. Ví dụ, người phục vụ nhớ về đơn đặt hàng của bạn cho đến khi họ mang đến cho bạn và sau đó họ chuyển sự chú ý sang những khách hàng khác. Và để không mắc sai lầm tốt hơn hết là bạn nên hoàn thành mọi việc cần làm để tránh bị kẹt trong ký ức và không phải nói nếu như. Bạn có thể quẳng một món tiền lớn chỉ để thể hiện bản thân. Không ít người hiện nay có thói quen tiêu tiền khá phung phí khi họ sẵn sàng móc hầu bao để sở hữu bộ cánh đắt đỏ, chiếc điện thoại xịn mới nhất mà không quan tâm xem đó có phải là nhu cầu thực sự cấp thiết hay không. Bên cạnh đó, những chiếc túi, đôi giày hàng hiệu hay chuyến nghỉ dưỡng xa hoa được chi tiêu tới bến được cho là bình thường. Và những dẫn chứng ví dụ trên ám chỉ nói đến hiệu ứng Veblen này đây. Mọi người có xu hướng chú ý đến người mắc lỗi. Bạn hay quên, đoạn vị, hậu đậu ư. Đừng buồn vì những đặc điểm đó, khiếm khuyết này lại khiến cho nhiều người cảm thấy bạn chân thật, dễ thương. Do đó, bạn đừng quá gồng mình trở thành một con người hoàn hảo mà cứ sống đúng với bản thân mình là được rồi. Bạn nghĩ mọi người thường chú ý tới mình hay nói cách khác là thích soi bạn. Hiệu ứng tâm lý này khiến bạn rơi vào trạng thái cảm giác có phần tự ti khi sợ mọi người nhìn thấy sai lầm của mình. Ví thử như một cô gái quên chải mascara một bên mắt, hẳn nhiều người sẽ nhận ra và cười cợt cô ấy. Nhưng ai cũng có thể bị quên và mắc sai lầm mà, thế nên bạn hãy tự tin lên bởi đôi khi những người xung quanh cũng không biết bạn quên chuốc mascara một bên mắt đâu.